Đã đòi đấy nhỉ. Lấy đá chung. Cái đá nhỏ nhỏ được không? Vừa cho anh nha. Chất tẩy vào cho tất cả cái đó là chê non không à, nó nhanh mòn buộc nó phải mà chê không đẹp, chất tẩy trắng, chất tẩy trắng vậy. Mọi cái tôi nói đây là cà rừng nhá, cà đây là cà rừng, cà rừng, cà trắng rừng, có lẽ là nghệ nhân Trung đang vắt đũa nghệ nhân tre. Nhưng mà hôm nay thiếu mất là để quên khố ở nhà. Nói chung là khéo tay luôn tròn quá. Bia Sài Gòn năm 33 à, Sài Gòn có làm một chai xanh nữa cơ. Bia là nó phân ra mấy loại bia. Loại 1 á. Mà... Nhưng cái loại này không biết có phải của Sài Gòn thật hay là Sài Gòn tự làm. Nếu tự làm là ngon. Chứ còn bia trong nhà máy. Bia mình làm là mình uống như lột dơn á. Loại bia đây này là nó đồng nhiều. Đồng. Đi bỏ bia chết mẹ. Mãi chờ ngày chờ bao nhiêu tiền. Ông hả? Ờ. Lan xong rửa mất rồi. Đỡ mất công đưa phải đẹp phết nhỉ. Cái này như bọn người kia nó có máy tuốt rồi mà. Thank you.
đi hái rau dớn. Rau dớn không anh? Cây này không? Cây này ngon lắm đấy. Cây này có gai mà chữa được bệnh gan này này. Ăn không chữa được bệnh gan. Đây là cây rau nhá. Rau, cây rau là rau dớn. Rau dớn, rau dừng là chữa được cực phẩm bệnh gan. Ăn nó mát, gan. Cà rừng ếch đồng, rau dớn rừng và lát nước món nước bí mật, lát là lên bàn mới biết được. Đây vâng rau dớn. Cô chỉ chết là bớt. Không ớt không sao, ớt ngon. Sứ bò tươi. Vâng, đây là mẻ make in Mr. Hoàng sản xuất. Trắng mẻ trắng nhỉ. Còn kia là nghệ nhân tre vẫn chưa vẫn đang miệt mài vót những chiếc đũa để lát phục vụ anh em. Vâng, rất biết ơn này. Đây đang dặm muối nha. Đấy là sôi đấy. Vâng, sau một tiếng nấu thì đã chín. Đây là món ếch nấu với cà rừng và rau dớn. Và còn ngăn bên này là ếch nấu với mẻ. Ở đây tảng đá để lát nước thì vào rừng. Thank you.
Vâng, giờ chúng anh em trời cũng đã nặng hết nắng rồi. Anh em vào ngồi chiến rồi. Anh em mình uống đến khoảng 11 giờ đêm thôi nhá. Ăn đã chín rồi. Đẹp không? Được. Mời cả nhà nhá. Ếch nhá. Ếch này anh đồng á. Đấy thì anh đồng đây. Cái này là rau dớn này. Ui nó có rau ngon nhở. Ui rau dớn xoạc quá. Quả cà đắng ngon luôn. Ở đây quả cà rừng này. Tại ngay bên suối luôn. Đấy ngay tại bên suối. Đấy mà. Đây có. Uống được không? Uống nó nhạt nhạt. Ừ. Thua rồi. Đổ má. Trúng danh đâu? Trúng danh đâu? Chắc lấy đâu. Thôi cả. Wow. Đây thịt bò tốt đã chín. Ánh nắng quá. Có nắng á. Có nắng. Thế cả nó lại rồi.